Xin chào quý vị khán thính giả. Trong cái loạt đề tài nói về ung thư của bác sĩ Lê Đức Xuân Tô và của tôi, thì ngày hôm nay đó, lần trước chúng ta có nói về những cái dấu hiệu gì để mà giúp chúng ta truy tầm ra bị ung thư sớm. Rồi sau đó thì có nói về một cái chứng bệnh ung thư mà rất là thông thường ở người Á Đông Việt Nam của chúng ta là ung thư gan. Thì ngày hôm nay đó, bác sĩ Xuân Tô muốn đề cập đến có những cái thức ăn gì hoặc có những cái phương cách gì mà chúng ta có thể áp dụng được để mà có thể tránh được ung thư hay không? Thì những thức ăn mà nó làm cho mình tránh ung thư đó, thì nhưng mà không phải là mình ăn cái đó là mình không bị ung thư, nhưng rất mà là nó đúng, nó làm phải nhớ rằng là nhớ. Sao bác sĩ nói tôi ăn cái đó mà tôi ăn quá chừng chừng mà bữa nay vẫn còn bị ung thư, thì cái đó không hoàn toàn là đúng lắm, nhưng mà ít nhất người ta để ý, người ta có những cái khảo cứu, người ta ý thấy là nếu chúng ta có ăn những cái thứ này hàng ngày thì là cái xác suất cho thấy đó là cái nguy hiểm mà bị ung thư nó ít hơn là những người không ăn cái đó. Ngoài ra không phải là một thức ăn thôi, phải nhiều cái thức ăn nó kết lại nó mới tạo được, nó giúp bảo vệ đỡ hơn. Đúng trước vậy. Hết á, mình nói về thường mình biết là có những cái thức ăn gì mà nó làm cho tránh ung thư. Thì đa số là đại khái là rau cải, là cái đó là thông thường. Chính vì vậy mà hồi nhỏ tôi ghét ăn rau lắm. Tôi là lớn lên ở xứ Đà Lạt, là rau cải tôi trồng lung tung thứ, mà tới 15 tuổi mới bắt đầu ăn rau. Rồi tại vì ghét mấy cái đó hồi nhỏ không thích. Mà bây giờ con em của quý vị còn nhỏ thì chưa chắc nó thích ăn salad, không thích ăn cái đó. Cho nên mình phải tập cho nó quen, để cho nó biết rằng là mấy cái này rất là quan trọng, từ từ khuyến khích nó. Thì tại những cái thức ăn nào mà nó màu mè là cái đó tốt. Chẳng hạn như cái loại rau như Việt Nam mình, chúng ta ăn rau muống nè, chúng ta ăn những cái rau spinach nè, ăn những cái cải mà xanh đậm, càng đậm màu, thì mấy cái đó người ta để ý, người ta thấy nó có cái khả năng chống chọi được ung thư cho mình. Đúng, đó giống như có mấy lần bác sĩ Xuân Tô có nói là những cái màu xanh nó gọi là green leafy vegetables, là màu xanh mà nó có lá đó, thì nó giúp cho mình có cái chất sắt nhiều là tốt, và nó chống được cái ung thư. Trong đó có như là rau dền của Mỹ, rau dền Việt Nam, rồi nó có cái rau mà nó gọi là kale đó, cái loại lá mustard green, mấy cái đồ mà nó có lá broccoli đó, mấy cái đó nó giúp cho chúng ta chống được ung thư. Đó là về màu xanh, mà càng đậm là càng tốt. Rồi như thí dụ như là quý vị hỏi như là broccoli, nó cũng là bà con của cái cauliflower, thì broccoli nó chỉ là một cái chất fiber thôi, nó không có đem, nó không có màu, cho nên dù broccoli ăn ngon hơn, cái broccoli ăn không ngon bằng cái cauliflower, nhưng mà broccoli nó tốt hơn nhiều, và nó rất là nó chống được cái ung thư. Số 2 nữa bác sĩ Trường Sinh nói là những cái loại rau cải nào có màu, thí dụ như màu đậm, màu đỏ đậm, thí dụ như là quý vị thấy là cà tomat nè, rồi rau cải ha, cà tomat nè, cà chua, và beets là những cái củ dền mà màu tím, cà rốt đúng rồi vậy. Mấy cái green, mấy cái bell pepper đó, mấy cái gì đó, cái pepper là cái ớt mà giống như cái chuông đó, bell pepper mà nó màu đậm á, không phải ớt hiểm của mình đâu, ớt mà nó cho giống như là trái táo vậy đó. Cái bell pepper đó là cái ớt mà trái chuông á, thì màu đậm á, như là màu đỏ hoặc là màu xanh, cũng có thể màu vàng cũng được, nhưng mà cái màu đỏ đó chứ cái màu xanh là tốt lắm, nó có cái chất nó làm mình chống được cái ung thư. Chung quy lại là rau cải đậm màu là tốt, giúp cho chúng ta khoai có lang. Thể là tránh được mấy cái đó. Quý vị biết không, khoai lang mà cái màu cam á, chứ không phải khoai lang màu trắng, không bằng khoai lang màu cam, khoai lang viên ngọc hay gì á, khoai lang màu vàng á, hoặc là cái rau khoai lang màu tím á, những cái gì có màu mà đậm á, nó lại tốt cho sức khỏe mình. Thêm vào đó nữa đó là có một cái món mà chúng ta cũng nghe nói thường xuyên, cái đó là đậu hũ. Đậu hũ thì người ta làm khảo cứu, người ta để ý, người ta cũng thấy rằng là ăn đậu hũ nhiều cũng giúp cho tránh được nhiều cái loại ung thư lắm. Thì cho nên vì như vậy, nếu mà tôi nghĩ đậu hũ ăn cũng chắc là ngon. Có nhiều người ăn chay thì người ta dựa trên cái đậu hũ, tại vì cái đó là cái chất đạm mà không phải từ thú vật ra, thì đó là một cái nguồn gọi là giống như là nhiên liệu tốt cho cơ thể mình. Và không những vậy mà khi mà ăn như vậy nó giúp cho tránh được những cái bệnh ung thư. Ngoài ra đó có những cái ngũ cốc á, nó làm cho mình tránh được ung thư, tại nó có nhiều cái chất nó gọi là folate. Tại vì quý vị biết cái chất folate là folic acid á, ngay cả khi mà cái người đàn bà mà có thai đó, khi người ta đẻ em bé ra mà nó bị như sức môi, hay là nó bị hở cái tủy sống, hoặc là nó hở cái nóc họng, hoặc là nó có bệnh tim đó,
thì khi đã có em bé đó rồi thì cái xác suất người ta đẻ một em bé số 2 có thể bị lại như vậy nhiều hơn là cái người general population, là cái dân tộc bình thường. Thì người bác sĩ sản phụ khoa khi mà người ta, người đàn bà đó có bầu lần tiếp theo trước khi có bầu đó, cho uống cái chất folic acid cao hơn bình thường là 4 mg để phòng ngừa em bé không có bị những cái dị tật bẩm sinh đó. Thì giờ trở lại cái vấn đề đó, thì chất folic acid rất là tốt, cho nên á, mà nếu mà mình uống, thay vì mình uống mà mình ăn được á, trong thức ăn người ta thấy là nó tốt hơn là mình uống. Ví dụ folic acid nó sẽ có nhiều ở trong mấy cái như là đậu bean nè, cái bean của mễ đó, cái đậu mễ nè, có thể trong cái asparagus là cái măng tây nè, đó, ở trong cái ngũ cốc nè, ở trong cái wheat đó, nó tốt lắm. Đó là những cái mà nó đem cho mình như là cam cũng được nữa, nó có nhiều cái chất folic acid. Đó. Đúng vậy. Thì đã có những cái trường hợp mà chẳng hạn như mấy cái trái cây thì sao, chứ người ta nó ăn nho phải không? Bác sĩ Trường Sinh nói đúng. Nho mà phải là nho màu đỏ đó, nó có cái chất resveratrol đó, cái đó nó rất là tốt. Cái đó người ta dùng cái chất đó để người ta chữa da mặt cho đẹp nữa. Cái đó là có khi ta làm thành ra những cái loại kem mà có những bác sĩ người ta để ở trong những cái kem dưỡng da của người ta để làm người ta trẻ. Tại vì những cái chất đó là chất anti-aging, antioxidant, nó làm cho cái mình trẻ hơn, mình khỏe hơn mà không có già, nó chống lão hóa đó. Đúng vậy. Thì đó là mình ăn nho, mà ăn nho mà nho đỏ đó, nho đậm màu đó, thì người ta làm như là mấy cái rượu mà rượu đỏ đó, làm từ cái nho đó, thì ta uống mỗi ngày một chút xíu, nó cũng là một cái cách để mình chống cái lão hóa, đó là những cho chống ung thư luôn. Như vậy từ nãy giờ thấy toàn ăn không à? Thấy ăn, phải ăn. Sướng quá. Phải ăn xong rồi đó. Còn ăn không thôi mà mình đã nói tránh được ung thư mà. Vậy là mình được thức lắm ăn. Rồi. Mình nói thức ăn thì tại vì không ngoài cần uống thuốc. Tại có những cái trái cây đó, những cái trái cây mà chống ung thư là những loại mà antioxidant mạnh đó, là quý vị biết là trong đó có cái trái lựu pomegranate. Okay. Số 2 là mấy cái loại mà berries, ví dụ như là strawberries, trái dâu, blueberries, blackberries, cái gì mà có chữ berries á, là quý vị biết cái đó là chống ung thư. Quý vị có thể từ nhỏ tập cho cháu nó ăn, cháu bé nó ăn, hoặc lớn cũng được, nhưng mình ăn không nổi thì mình xay ra mình uống. Đó là những cái berry nó chống ung thư rất là tốt. Người ta nghĩ là tại vì những cái hoa quả đó nó có chứa nhiều cái chất antioxidant. Antioxidant là nó giúp cho nó giúp cho những cái tế bào chúng ta không có bị làm việc, không có lệch lạc, rồi không có bị méo mó, rồi không có gây ra những cái lộn xộn ở trong mấy cái cơ cấu của cái những cái tế bào mà cơ quan trong người mình. Cho nên vì như vậy mà người ta khuyến cáo nên ăn những cái thứ đó để hy vọng giúp sẽ tránh được không có bị ung thư. Ngoài ra quý vị có biết cái lạ nhất là cái nước á, mình uống nước nó cũng tránh ung thư. Tránh được cái ung thư ruột, tránh được ung thư của cái bàng quang. Uống nước nhiều, quý vị phải uống nước nhiều. Một ngày người lớn uống từ 6 cho đến 8 ly nước. Mà quý vị, bác sĩ Xuân Tôi chứ Trường Sinh nhắc quý vị hoài là không phải uống một lần 6 đến 7, 8 ly nước một lần mình chết chất á. Nó sẽ bị nó gọi là water intoxication, tức là bị giống như nhiễm độc gì nước á. Mình uống trong ngày, uống nước nhiều, nó làm cho mình đi tiểu được. Mà mình đi tiểu được thì nó làm cho không, nó đỡ cái ung thư. Đó là nước. Điều cần nhớ có một cái loại nước không được uống, cái đó gọi là nước rượu. Uống rượu nhiều quá, cái đó không có tránh ung thư mà là còn bị ung thư như lần vừa trước chúng tôi nói, có thể dễ bị ung thư gan. Đó. Cho nên vì những trường hợp đó nó rằng là nước uống thường thôi, nhưng mà khi mà rượu bia thì có cái điều bắt buộc là phải tránh. Nước, quý vị nhớ như bác sĩ Trường Sinh nói là không uống nước rượu là dĩ nhiên không uống, đừng có uống nước như là soda cũng vậy. Mấy cái soda đó bác sĩ Trường Sinh biết rồi, nó dễ gây làm cái, nó là nước bao tử nó chạy ngược lên, làm ở chua nhiều, với lại cái soda có đường nhiều. Bây giờ người ta nghĩ á, thuốc độc á, cái đường á là thuốc độc á. Bác sĩ Trường Sinh mới đi một cái conference, một cái bữa đó, người ta nói đó là bây giờ ráng làm sao bớt là cái đường hết. Mật ong cũng là một cái loại đường, cũng nên không có nên nhiều. Cái gì mà nó ngọt cũng nên, cái gì hạn chế lại, cái gì được cái ngọt, quý vị nên từ cái thức trái cây là tốt hơn. Thì nãy mình đang nói nước nè, có cái trà nữa, người ta nói gọi là green tea đó, cũng là một loại chống lão hóa, cũng là loại chống được ung thư. Đó là những cái thức ăn tốt cho quý vị. Cà phê thì sao bác sĩ Xuân Tô? Cà phê thì nó có nhiều cái caffeine, nó đâu có, nó làm cho mình kích thích, nó làm cho cái tế bào của mình nó khô lắm. Và cà phê mà khi mình muốn, người đàn bà muốn có cái da đẹp á, uống cà phê nó không có tốt, đúng không? Thực ra gần đây những cái khảo cứu y khoa, người ta càng ngày người ta càng thấy rằng là cái uống cà phê tốt hơn
là uống rượu. À, Lý đỡ do dĩ hơn. nhiên rồi, và người ta để ý thấy nó tránh được nhiều vấn đề lắm. Dĩ nhiên là uống một ngày hai ba một hai ly thì không sợ lắm, nhưng mà đã có những người quá nhạy cảm á, thì có thể nó ảnh hưởng tới cái tim. Nhưng mà người ta nhìn lại, người ta thấy rằng là cà phê cũng là một trong những cái thuốc mà những cái thức ăn món uống mà chúng tôi vừa mới được kê, cũng rất tốt cho cơ thể. À tốt, nhưng Tốt. mà bác sĩ Sinh Tô kêu là nếu mà mình muốn da đẹp á, mình có uống cái cà phê nhiều, Cái đó là chuyện cái tốt, khác cái còn cái khác khác đúng còn vậy. người nếu mà mình muốn cái antioxidant, muốn cho chống ung thư với nó thì cà phê cũng được, mà đừng uống quá nhiều. Nhưng mà đôi khi mình uống cà phê người ta bỏ đường, người ta bỏ mấy cái cream vô thì có lại không tốt, tại đường là cái chất độc, rồi cream nó mới lại mỡ nhiều quá Ôi cũng trời, không sáng có tốt. sáng đi cà phê bác sĩ sẽ uống ngọt quá, Tại hơi ngọt, bác rồi sĩ còn có kem trong đó nữa. Chết rồi, chết rồi, thôi rồi, tôi chết Tại bác sĩ Sơn muốn rồi, uống về ung ngọt người thư ta tới sao nơi được, rồi. Ừ. đường nhiều quá nó không có được. Tại sao bác sĩ Xuân Tôn nói đường là chất độc? Tại đường á nhiều quá nó đưa ra cái mình mập nó qua mình bệnh metabolic syndrome là cái gan nhỏ nhiễm mỡ, rồi từ đó ung thư đó. Là giờ có nhiều người uống đường nhiều quá thì sao bị tiểu đường, đó là tại sao bác sĩ Xuân Tôn người bây giờ mấy bà thầy nói là đường là cái chất độc, nên bác sĩ Xuân Tôn khuyên không có nên ăn đường nhiều. Muối cũng là chất độc đó quý vị biết không? Tại vì bác sĩ quý vị bớt là cái chất muối, muối nhiều á, tại vì quý vị có để ý là mì gói là muối nhiều không nè, quý vị biết mấy cái đồ mà đồ hộp á nó rất là mặn, mấy cái đồ như là mấy cái jambon, mấy cái sosis đó, mấy cái sausage, mấy cái đồ bán đó đó, người ta nghĩ là mình không nên ăn cái đó, processed meat nó dễ ung thư hơn và nó muối nhiều quá nó không có tốt. Muối nhiều quá nó làm cho mình dễ cao áp huyết, mà áp huyết lâu ngày nó không có tốt, nó đưa ra những cái mấy cái đồ bậy bạ lắm nè. Chung quy lại là ung thư có thể ngăn ngừa được bằng cách chúng ta lựa chọn những cái thức ăn nào cho nó thích hợp. Và tôi vừa mới liệt kê, chúng tôi mới nói về những cái đặc biệt là hoa quả trái cây, thì chung quy là không có cái loại nào mà độc hết. Chỉ còn cái là ngoài vấn đề ra cần phải tránh tránh những cái chẳng hạn như thuốc lá, rượu bia, rồi soda, Đường, thì đó thì hy muối. vọng là sẽ vì có một cái đời sống là khỏe mạnh và không có phải lo âu nhiều về ung thư. Với lại quý vị phải biết là có cách mình nấu ăn nữa. Thí dụ như mà mình nấu mình cứ làm mà barbecue hoài nó không tốt, Đúng. hoặc là mình broil cũng không có tốt, Nướng đó. nướng cũng không có tốt. Tốt nhất là mình làm như là stew á, làm như là bò kho, mình nấu ragu, mấy cái gì mà mình nấu nó tốt hơn là mình chiên, mình nướng, mình barbecue. Và nhất là barbecue nó không có tốt quý vị Tại ơi. vì cái mà đen đen mấy cái đồ Đó. cháy, cái đó là vô trong Nó dễ bao ung tử thư. và có thể gây ra ung thư bao tử được. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng tôi hy vọng với những cái kiến thức rất là đơn giản như vậy sẽ giúp cho quý vị có một đời sống gọi là hoàn toàn không bị ung thư. Cảm ơn bác sĩ Xuân Tô nhiều. Chào quý vị, chúc quý vị một đêm an lành. Xin chào bác sĩ Trường Sinh.